Bản tin quốc tế mùng 2 tháng 8 năm 2022 Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tính toán quân sự của Nga và Ukraina cho mùa đông sắp tới Nga mua UAV của Iran quyết tâm quét sạch Hima ở Ukraina Lực lượng phòng vệ Đài Loan tuyên bố quyết tâm bảo vệ đảo EU cảnh báo trừng phạt nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi ngừng đeo cà vạt để tiết kiệm năng lượng. Sau đây là thông tin chi tiết. Tính toán quân sự của Nga và Ukraine cho mùa đông sắp tới. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã ở tháng thứ 6. Từng bắt đầu với nhịp độ nhanh, cuộc xung đột đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao, chậm chạp mà không bên nào mong muốn. Trên thực tế, chiến lược ban đầu của Nga là áp đảo lực lượng phòng thủ Ukraine và buộc chính phủ ở Kiev phải đầu hàng. Trong khi đó, chiến lược của Ukraine đã kỳ vọng rằng áp lực quốc tế cùng với việc vượt qua được cuộc tấn công giai đoạn đầu sẽ buộc Nga phải rút quân. Theo tạp chí Forbes, hiện tại ở cấp chiến lược, giới lãnh đạo quân sự và chính trị của cả hai nước vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu ban đầu của họ. Quân đội Nga đang tìm cách phi quân sự hóa Ukraina, trong khi đó, quân đội Ukraina muốn giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đẩy lực lượng Nga khỏi đất nước. Cả hai đang áp dụng các chiến lược mà họ tin rằng cuối cùng sẽ cho phép họ đạt được mục tiêu những chiến lược kể trên là không bền vững với tình trạng hiện tại của cả hai phía tinh thần của quân đội nga bị ảnh hưởng và những tháng chiến đấu cũng đã gây tổn hại cho quân đội ukraine hơn nữa cả hai quốc gia đã mất một lượng quân và thiết bị đáng kể mà không có con đường trực tiếp nào để bổ sung bất chấp điều đó không bên nào đang quyết liệt để giành chiến thắng trong tương lai gần thay vào đó có vẻ như mỗi quốc gia đang trông vào kế hoạch mà thời gian sẽ có lợi cho họ giúp họ có lợi thế trên chiến trường lực lượng nga có thể sẽ được hưởng lợi khi mùa đông đến khi đó sự phụ thuộc của châu âu vào năng lượng của nga sẽ gia tăng buộc một số quốc gia phải giảm hỗ trợ cho kiev trong đó có viện trợ quân sự người nga hy vọng rằng nếu không có dòng viện trợ quân sự ổn định quân đội ukraine sẽ suy giảm phần lớn sức mạnh tương tự quân đội ukraine cũng hy vọng rằng khi chiến sự kéo dài các yếu tố bên ngoài sẽ buộc người nga phải rút lui các biện pháp trừng phạt và chính cuộc xung đột đang gây ra tổn thất nặng nề cho người dân nga ngoài ra chi phí lớn về nhân lực và vật chất sẽ làm giảm sự ủng hộ của công chúng đối với chiến dịch của moscow người ukraine hy vọng rằng những hành động này sẽ buộc chính phủ nga phải chấm dứt xung đột hoặc rút lui lực lượng cho phép kiev giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ gồm cả donbass trong khi cả hai chiến lược đều có phần lạc quan những yếu tố bên ngoài có thể sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn nga mộ ukraine của iran quyết tâm quét sạch himas ở ukraine Xung đột Nga-Ukraine có thể đi tới những diễn biến mới khi Nga mua máy bay tấn công không người lái UAV của Iran để tiêu diệt các hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Theo tờ Breaking Defense, các UAV được trang bị tên lửa của Iran được máy bay có người lái của Nga thả xuống gần các mục tiêu của Ukraine có thể bổ sung hỏa lực đáng kể. Các chuyên gia dự đoán nếu Nga mua các loại UAV từ Iran, chẳng hạn như UAV RAD-85 và tên lửa chống tăng TOFAN thì lực lượng không quân của Nga có thể áp chế và tiêu diệt hiệu quả hơn các hệ thống phòng không của Ukraina, do đó sẽ giảm bớt mối đe dọa đối với máy bay không người lái của Nga. Theo nhà phân tích Seth Franzman thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, Tehran hiện đã trở thành một siêu cường về máy bay không người lái trong khu vực, thậm chí là cả thế giới, khi các máy bay tấn công không người lái của Iran được sử dụng nhiều tại giải Gaza, Yemen, Liban, Syria và Iraq. Hầu hết UAV được sử dụng để chống lại lực lượng Saudi Arabia hay lực lượng Mỹ tại các điểm nóng như Yemen và Syria là những UAV cảm tử. Các UAV này được trang bị chất nổ, bay với tọa độ được lập trình sẵn tới mục tiêu hoặc tự động tìm kiếm mục tiêu để tấn công. Iran có nhiều loại UAV khác nhau, từ hệ thống tầm ngắn, hạng nhẹ, cỡ nhỏ đến hệ thống tầm trung, độ cao trung bình cho tới các loại UAV tầm cao, tầm xa. Iran sở hữu tất cả các loại máy bay không người lái sử dụng cho mục đích tình báo, trinh sát, giám sát và tấn công. Theo giới quân sự, mặc dù Nga cũng có nhiều loại UAV trinh sát và tấn công nhưng số lượng có hạn, do đó việc Iran cung cấp UAV cho nước này có thể giúp Moscow bổ sung một hệ thống khí tài quan trọng đã bị tổn thất nặng trong 4 tháng xung đột, khiến M142 HIMARS của Mỹ có thể bị tiêu diệt sạch trong những tháng tới đây. Lực lượng phòng vệ Đài Loan tuyên bố quyết tâm bảo vệ đảo theo hãng tin AFP, trong tuyên bố ngày mùng 2 tháng 8, lực lượng phòng vệ Đài Loan khẳng định họ quyết tâm có khả năng và tự tin bảo vệ hòn đảo trong bối cảnh Trung Quốc liên tục cảnh báo liên quan thông tin bà Pelosi có thể thăm Đài Loan. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin dày đặc cho rằng chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể tới thăm Đài Loan hôm nay mùng 2 tháng 8. Bắc Kinh đã liên tục phát các cảnh báo liên quan đến thông tin này. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin tiết lộ ngày 2 tháng 8, Trung Quốc đã triển khai một số máy bay quân sự đến sát đường phân cách không chính thức ở eo biển Đài Loan, ngăn cách Đại lục và Đài Loan. Ngoài ra, một số tàu chiến Trung Quốc đã có mặt ở gần đường phân cách không chính thức này kể từ hôm 1 tháng 8. Đài Loan cũng đã điều động máy bay tới gần đó để theo dõi tình hình, nhưng không có máy bay của bên nào băng qua đường phân cách này. Hãng tin CNA của Đài Loan dẫn nguồn thạo tin cho biết Quân đội Đài Loan đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu từ 8 giờ sáng mùng 2 tháng 8 để phản ứng với các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết tình trạng sẵn sàng chiến đấu nói trên hiện vẫn ở mức sẵn sàng bình thường theo hệ thống hai cấp độ của Đài Loan và chưa được nâng lên thành sẵn sàng khẩn cấp. EU cảnh báo trừng phạt nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Căng thẳng đang gia tăng giữa hai siêu cường lớn nhất thế giới khi Bắc Kinh tập trung đe dọa trước ý định tới thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Từ Bruxelles đến Paris, các quan chức EU đã miễn cưỡng cân nhắc cuộc tranh chấp trước công chúng, ngay cả khi Trung Quốc tiến gần hơn đến nguy cơ đối đầu quân sự với Mỹ. Một nhà ngoại giao EU cho biết sẽ có sự im lặng trong giai đoạn này vì Đài Loan chủ yếu được coi là lợi ích của Mỹ, nhưng phản ứng sẽ khác nếu lời nói trở thành hành động. Khi được hỏi liệu căng thẳng có phải là mối quan tâm đối với NATO hay không, một nhà ngoại giao cấp cao thứ hai của châu Âu cho biết, chưa, nhưng nó có thể dễ dàng leo thang. Nhà ngoại giao cấp cao cho biết trường hợp xấu nhất sẽ là sự chú ý của người Mỹ chuyển hướng khỏi Ukraine sang những căng thẳng với Trung Quốc về Đài Loan. Một nhà ngoại giao cấp cao thứ ba của châu Âu cho biết nguy cơ xung đột giữa Washington và Bắc Kinh đang sôi sục vẫn được theo dõi chặt chẽ. Cho đến gần đây, châu Âu đã tránh nói về Đài Loan, một hòn đảo dân chủ với 23 triệu dân mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần của Trung Quốc. Tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn khi Trung Quốc cam kết quan hệ đối tác không có giới hạn với Nga và ủng hộ đường lối của Điện Kremlin về hoạt động quân sự đặc biệt đối với Ukraine. Việc Nga tấn công Ukraine đã khiến các nhà hoạch định chính sách châu Âu phải suy ngẫm về những hậu quả không thể tưởng tượng trước đây của việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nếu Bắc Kinh thực hiện động thái quân sự chống lại Đài Loan. Đại sứ sắp tới của EU tại Trung Quốc, George Toledo khẳng định, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự, chúng tôi đã nói rất rõ rằng EU cùng với Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp tương tự hoặc thậm chí lớn hơn những gì chúng tôi đã áp dụng đối với Nga hiện nay. Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi ngừng đeo cà vạt để tiết kiệm năng lượng. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang đề xuất người dân áp dụng quy định trang phục không cà vạt vào thứ Sáu để tiết kiệm năng lượng. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez xuất hiện với trang phục ít trang trọng hơn. Ông nói với các phóng viên, tôi muốn các bạn lưu ý rằng tôi không đeo cà vạt Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể tiết kiệm trên quan điểm năng lượng. Đích thân Thủ tướng đã yêu cầu các bộ trưởng và công chức của mình rằng khi không cần thiết thì không cần đeo cà vạt. Ông Sanchez cũng kêu gọi khu vực tư nhân loại bỏ cà vạt tại nơi làm việc để tất cả chúng ta sẽ đóng góp vào việc tiết kiệm năng lượng rất cần thiết ở đất nước của chúng ta. Hôm 28 tháng 7, Bộ trưởng Môi trường Tây Ban Nha Teresa Ribera đã khuyến khích người dân quan tâm đến việc tiêu thụ năng lượng, nhưng nhấn mạnh chính phủ không mong muốn cuộc sống hàng ngày của người dân bị gián đoạn. Lời khuyên của bà Teresa Rivera là chúng ta có thể bảo bọn trẻ tắt đèn hoặc kéo rèm xuống, sử dụng bộ điều chỉnh nhiệt đúng cách cũng rất quan trọng. Giống như phần còn lại của châu Âu, giá năng lượng tăng vọt khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp vật lộn để thanh toán hóa đơn tiền điện trong những tháng gần đây, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhà máy nhiệt điện Đức tái hoạt động Nhà máy nhiệt điện ở Hạ Sa được cấp phép khẩn cấp hoạt động cho đến tháng 4 năm 2023 trong bối cảnh Nga cắt giảm khí đốt sang Đức. Amin Fieberg, giám đốc nhà máy nhiệt điện Merum ở bang hạ Sasumi của Đức ngày 1 tháng 8 cho hay hệ thống của nhà máy đã hoạt động ổn định sau 2 ngày khởi động từ từ. Hệ thống vẫn chạy tốt sau thời gian dài ngừng hoạt động. Tình huống này giống như một chiếc ô tô nằm im trong gara 8 tháng, nên chúng ta không biết liệu nó có khởi động được ngay lập tức hay không, Fieberg cho biết. Theo cơ quan điện lưới Liên bang Đức, Merum là nhà máy nhiệt điện đầu tiên được chính quyền cấp phép khẩn cấp để tái hoạt động. Nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Cộng hòa Czech EPH, dự kiến hoạt động tới tháng 4 năm 2023 theo chương trình thúc đẩy sản xuất năng lượng của chính phủ Đức nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga. Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck, thành viên Đảng Xanh thừa nhận quyết định này là bước thụt lùi đáng kể đối với những nỗ lực giải quyết của Cộng hòa khí hậu nhưng lại là hành động cần thiết. Katrin Volener, giám đốc thương mại của công ty vận hành Merum, cho hay nhà máy được đưa vào trạng thái dự bị, sẵn sàng tái khởi động từ đầu tháng 12 năm 2021. Chúng tôi tuyên bố quay lại thị trường điện. Chúng tôi dự kiến sẽ hòa lưới trở lại trong thời gian ngắn, Volener nói. Nhà máy có sản lượng 690 MW Năm 2018, cơ sở này sản xuất đủ điện để cung cấp cho hơn một nửa triệu ngôi nhà. Nga tuyên bố giảm nửa lượng khí đốt sang Đức từ ngày 27 tháng 7 do đường ống Nord Stream 1 gặp vấn đề kỹ thuật, khiến lượng khí đốt chỉ đạt hơn 20% lưu lượng đường ống. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga, đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vào mùa đông. Đức hồi tháng trước khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch ứng phó khẩn cấp 3 giai đoạn khi nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh. Nếu giai đoạn 3 được kích hoạt, chính phủ sẽ thực hiện chính sách phân bổ khí đốt theo định mức, ưu tiên cho nhu cầu khẩn cấp, đóng cửa nhiều cơ sở sản xuất, có thể dẫn tới tình trạng thất nghiệp gia tăng. Căng thẳng với Kosovo, Serbia có thể chia lửa cùng Nga Căng thẳng giữa Kosovo ở Serbia, một đối tác thân thiết của Nga có thể mở ra mặt trận mới khiến NATO giảm nguồn lực hỗ trợ cho Ukraine. Những tiếng súng và còi báo động không kích cuối tuần qua vang lên ở miền Bắc Kosovo khi những người thiểu số Serbi trong khu vực phản đối yêu cầu về biển số xe do chính quyền Kosovo đưa ra. Dù Kosovo đã tuyên bố độc lập 14 năm trước, khoảng 50.000 người ở phía Bắc vùng ly khai này vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp. Theo quy định mới, họ sẽ phải chuyển đổi sang biển số Kosovo trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Trong khi Thủ tướng Kosovo Abin Kerti cáo buộc SEB kích động người biểu tình nổ súng vào lực lượng an ninh Kosovo và làm căng thẳng gia tăng ở biên giới, Tổng thống SEB Alexandra Vucic tuyên bố nước này sẽ không bao giờ nhượng bộ. Nếu họ tìm cách bắt bớ ngựa đái hay giết hại người SEB, chúng tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng, ông nói. Vladimir Zhukanovich một thành viên của đảng cầm quyền trong quốc hội Sebi đang trên Twitter rằng Sebi không có quyền lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu phi phát xít hóa ban căng, giống như tuyên bố của Nga khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vài giờ sau khi tiếng còi báo động không kích vang lên ở thành phố Mitrovica, phía bắc Kosovo, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính quyền Pristina bắt tay với Mỹ và Liên minh châu Âu-EU để đe dọa người thiểu số Serbia phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova khẳng định quy định mới của pristina là một bước mới hướng tới trục xuất người serbia khỏi kosovo các nhà lãnh đạo kosovo nên biết rằng người serbia sẽ không làm ngơ khi đối mặt với cuộc tấn công trực diện vào quyền tự do hay việc cố tình leo thang căng thẳng để áp dụng kịch bản quân sự bà zakharova nói trong khi đó kfor lực lượng gìn giữ hòa bình do nato dẫn đầu ra tuyên bố rằng tình hình an ninh ở phía bắc kosovo căng thẳng và sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa hiện chưa rõ lực lượng của nato sẽ có biện pháp can thiệp nào nếu căng thẳng ở khu vực tiếp tục leo thang kfor đã phải triển khai binh sĩ tuần tra đường phố ở miền bắc kosovo khi các biện pháp an ninh được siết chặt Căng thẳng mới nhất ở biên giới kosovo Serbia gợi lên ký ức về cuộc xung đột ban căng trong những năm 1990, đặc biệt là chiến tranh Kosovo. Xung đột bùng phát ở Kosovo năm 1998 khi phe ly khai quân giải phóng Kosovo đụng độ với lực lượng an ninh Nam Tư và người Serbia dưới quyền Tổng thống Slobodan Milosevic. Từ tháng 3 năm 1999, NATO can thiệp bằng chiến dịch không kích quy mô lớn, ném bom các mục tiêu của chính phủ và quân đội Serbia buộc Milosevic ký thỏa thuận hòa bình. Theo đó, quân đội Serbia chấp nhận rút khỏi Kosovo thay bằng lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO Nga. Nhiều người Serbia chạy khỏi Kosovo nhưng một bộ phận vẫn ở lại vùng đất này cho đến nay. 9 năm sau chiến dịch không kích 78 ngày của NATO, Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 và được khoảng 100 quốc gia công nhận. Serbia cùng các đồng minh quan trọng như Nga và Trung Quốc từ chối công nhận độc lập của Kosovo và quyết tâm bảo vệ người thiểu số Serbia sống ở miền Bắc Kosovo. Serbia là một đối tác thân thiết của Nga. Trong lịch sử, Nga có mối quan hệ bền chặt và mối quan hệ tình cảm với Serbia. Người Nga coi chiến dịch của NATO tại Serbia năm 1999 là một thảm họa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ vào năm 1999, ông khi đó là thư ký Hội đồng An ninh Nga đã phê chuẩn chiến dịch triển khai lực lượng lính dù kiểm soát sân bay Pristina tại Kosovo. Tuy nhiên, sau cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng NATO tại sân bay này, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã không thể hỗ trợ được cho Serbia và buộc phải rút khỏi Kosovo vào tháng 7 năm 2003. Tổng thống Putin sau đó tuyên bố sẽ khôi phục lại nước Nga hùng mạnh và sẽ dành nhiều thập kỷ để hiện thực hóa điều đó. Tổng thống Putin xem liên minh với các nước như Trung Quốc, thổ Nhĩ Kỳ và Iran là chìa khóa cho thế giới đa cực, nơi chủ nghĩa bá quyền của Mỹ sẽ bị suy yếu. Các chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới châu Phi và cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với lãnh đạo Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đều nhằm loại Mỹ khỏi vị trí quyền lực mà họ đã có vào năm 1999, theo Frank Frankman, nhà phân tích của Jerusalem Post. Ủng hộ SEPI là cách để Nga cho thấy mọi thứ đã thay đổi như thế nào trong 20 năm qua, Frankman cho hay. Sin Spoon, nhà phân tích của Sofret Nhận định, đối với ông Putin, căng thẳng ở Serbia sẽ là một đòn đánh lạc hướng, thậm chí thu hút lực lượng NATO vào Kosovo, khiến khối này phải phân tán sự chú ý và nguồn lực khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine. Nó sẽ giống như mở ra một mặt trận chính trị và quân sự. Thứ hai mà ông Putin hy vọng sẽ giáng thêm đòn vào nguồn lực của Mỹ và EU. Khi họ phải cung cấp vũ khí đến Kosovo để chống lại người Serbia, khiến nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine suy giảm, Spoons nói. Giới quan sát nhận định xung đột Nga-Ukraine trong hơn 5 tháng qua là một yếu tố quan trọng thổi bùng căng thẳng trong khu vực. Serbia, ứng viên gia nhập EU, đã duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow và từ chối làn sóng trừng phạt Nga. Beograd và Moscow cũng có chung cảm nhận tiêu cực với NATO vì chiến dịch không kích năm 1999, khi đương kim Tổng thống Vucic từng là phát ngôn viên của cựu Tổng thống Nam Tư Milosevic. Tuy nhiên các nhà phân tích cho biết hiện chưa rõ liệu Serbia có muốn mạo hiểm dốc toàn lực vào Kosovo một lần nữa để chia lửa với Nga hay không. Quyết định của ông Vucic trong những ngày tới sẽ là một bài kiểm tra lớn về nỗ lực của Nga trong một trật tự thế giới mới đang định hình lại toàn cầu như thế nào, bình luận viên Frankman cho hay.